Hey! Hello everyone! Hello the world are there. This is uh Tan once again ladies and gentlemen. Sorry about that. I was live and uh yes someone calling this see I told you <laughs> uh, people are uh, actually never never uh stopped uh, calling. And yes, they got, they, I was I was in the middle of live stream on the other phone. People call in, and they keep calling, and they interrupting my live stream. So yes, sorry about that, ladies and gentlemen. So uh, uh, this is why I choosing a different phone. I'm making another uh, live stream here for you. So excuse me, and uh, sorry for the inconvenience uh, from the previous live stream, and they got cut off halfway. So. Sorry about that. <laughs> yes, uh, ladies and gentlemen, um, uh, let's start again. Um, uh, yes, we, we actually have a very very exciting and very so excited uh, um, uh, Jack day over the fifth of September. Uh, amazing day, so amazing. Uh, it's uh, the first first Jack, so successful. Uh, a lot of good merchant that you see there from watches to there's a lane lane as ready 50 50 one that you can see there wow japan doing excellent job also australia you have some amazing product and canada the same wow you see this is the advantage of out do shaker and yes it's the advantage of now is online activity people are keep waiting waiting and waiting i don't know what I'm, are they waiting for but in the actual fact in the actual fact is wow <laughs> nothing can stop us ladies and gentlemen nothing at all nothing can stop us sorry guys i i have to answer uh, this tech for now um, give me give me a second give me a second sorry about this okay there we go i sharing all the as well yes ladies and gentlemen it's time for you to sharing please keep sharing i will gonna explain a little bit about the login today uh for you as well, so keep sharing. And I know uh, some people are panicked, <laughs> it's nothing to be panicked, ladies and gentlemen. If you help me share this, uh, I, I want a lot of people to be joined, a lot of people uh, come in and uh, get as much information as possible. So keep sharing. Uh, hello, you all. Hello, Diva. How are you, brother? How are you? Wow, yes. So, this uh, is non stop for us. And yes, if you are. Uh, actually a merchant and yes because of this covid 19 uh, maybe your business are uh, getting low uh, not to expose much outside because of you know uh, not a lot of people go shopping and so on so on and so on okay it's okay let contact us we there is the way that for you to expose uh, your business uh, to also expose your products out there to the world, ladies and gentlemen, there are plenty of way of doing that. And you remember, our next check day will be the first weekend of next month. Okay, we will do this every month, monthly check day gonna be happening monthly, every Saturday, first Saturday of the month. Okay, that will be check day. Amazing, right? We will do this for all of you. Connect all customer together, ladies and gentlemen. This is what Jack is about. Okay. So uh, make sure if you have a business out there, get all your business together. Contact us whether you in Japan, Australia or Canada. Contact us all. We will lead it and get the people contact you or we will appoint the right people for you to talk with. Okay especially in australia, we have state manager in all the states, okay? all the states that you can talk with, whether you're in adelaide, in melbourne, in sydney, in canberra, in queensland, in northern territories, or in perth, doesn't matter. contact us. we have our people can support you. all right. canada the same. japan the same. people, we work non-stop. Okay, nothing bigger than the brand name out there, ladies and gentlemen. Nothing bigger than the brain out there. I know that some people think that, that their name is big and they are bigger than the uh, one lab brain. They go out and they actually creating something else and they thought they can be successful at the end of the day wow we don't know we don't hear from them anymore right <laughs> that's how life is ladies and gentlemen stick to it and if you decide you make anything uh, make sure you make it happen not to give up halfway right because what happened is people are losing trust with you okay if you do too many things people losing trust with you because I always use this example if you have a bow and the arrow, when you're aiming and you shoot the arrow, never, never, you have one arrow, you never shoot two targets at the same time, ladies and gentlemen. It's simple like that, okay? It's simple, All right? So be focused, whatever you do, aim it correctly, and just full on and do it. Make this happen, yes, and this is why we are here we do whatever it takes to make this happen for all of us okay we will do it we are here to make this happen ladies and gentlemen so don't worry our next check day if you miss the first one the second one is coming our check day will be the first saturday of next month or we have a continent Expo where ASEAN and Australia come together, and we have our amazing expo gonna happen on the twenty-sixth of September, ladies and gentlemen. Wow! Well, wow, you see that? So business non-stop, okay? And planning all this it take time, is take a lot of effort to doing it. I know people are panicked why you panic because the people have the experience see i told you if people are doing so many things they lose focus and they actually panic when they see something like this happened people seeing the website are upgrade and they migrated and people are scared why because in the past they actually experienced this i'm sorry i'm not sure how is it going in europe but i or other part of the world but i know that in vietnam in australia and some other country as well a lot of people are actually put money and they they trading everywhere and then end up they actually choosing the wrong company and they keep put money in and then they lose it and then they panic they thought one coin the same no okay one coin we bought the education packages and yes we have our way this is why we don't focus much on on, on the similar coin out there they have but we are pushing usability we don't want people to lose okay so that's why we work hard to make this happen for all of you, ladies and gentlemen, for all of you out there. Okay, so uh, make sure you are tuning with us and share this live stream, please. Uh, if you are there, share it, please. I will speak Vietnamese after, so don't panic. Okay, thank you. Um, yes, uh, for the people, actually, you are actually experiencing in the past uh, where. Uh, you know some some company, I'm not going to name it, but they actually upgrade, their, uh, they say they're gonna change or upgrade and then end up they do the runner on you, right? So this is why a lot of people are panicked when see us migrate. All right? It's been like this for how long? And you see all the leaders are still here. We are here. If it's the runner, we all disappear okay we're not gonna show our face here and we're not gonna working until you know we, we see it more clearer but here we see it's very clear it's, it's it's nothing more clearer you already see the 24 months plan from our uh dr russia mother uh madam vesca on the event uh, you already seen everything is there right so um don't be panicked and don't scare yourself, ladies and gentlemen. Be focused, be firm because we've been here for more than five years already and we've been working so hard, so nothing that can stop us. Okay, life is always up and down, up and down all the time. Okay, but we will not give up. <laughs> okay, we will not give up. Right, so yes, I know a lot of people asking question again to the login. I know some can log in, some can't. Why? Because I just mentioned this so many times. You have to register in the very first account that you registered. Okay, the very top one, the very first one that you registered into the system. Okay, you have to use that username and then log in into the account all right or you can um uh, changing the password uh, in some instance i know a lot a lot of people out there uh, do something wrong why because you go and you purchase an old account from someone else and this might happen that that account been registered before your your current accounts that's why they wrong recognize your current account, they recognize a long times ago accounts that you bought. That's why you can't lock in ladies and gentlemen and we are not sure which account you bought long times ago. It's so much hectic when people don't listen, okay? People don't listen, all right? People think they are smarter than the system. Now they are actually causing trouble, and they panic because they can't log in, and they thought the system are gone and disappear. So they are panicked, and they start talk negative or take us every single minute, and wasting a lot of our time. Ladies and gentlemen, let play by the rule. Okay play by the rule and if you don't that's your fault and if this your loss don't blame us because you do something wrong you don't listen you really don't we ask not to buy back any old account but you don't listen you go around you think it's cheaper by that way go buy that account and then you end up now you're having this sort of problem and you blame why the, the you can't log in where you don't log in properly and you don't listen where people actually can log in into their accounts okay and i make the the, the video a uh, few days ago or, or last week weeks before we can log in into the account all right it's only that the system is not fully migrated that's why we don't see all everything in there yet it takes a little bit more time to complete everything, but yes, we can log in. So make sure you find out which is your first and very first account. If you purchase any old account, go and talk to your old people and find out what is that account, when is that purchase, when is that first register? If that the one first or that is the one that registered before your current account, then use the other account to log in all right but we are not sure when you log in in that account you will see all oh, this account because it's so many mess ladies and gentlemen all right it's so let's try one at a time okay try one at a time and let's solve the problem if you sit there and blame anyone it's not gonna make any difference anyway right and don't compare don't compare Right? Why is other people can log in and I can't. But you have to ask yourself what have you done? Okay? What have you done to your account? Have you bought any old account or have you registered any old account? Even if it's a frozen account, it still counts. Okay, it still counts your first account. Right? So make sure if you can't, please send the email to support at one life dot eu okay or i found that some people actually log into the one coin uh, one one coin eu which is wrong this is the problem see we always been using www.onelife.eu you go into that website they will lead you step by step and if you go to the different website of course you will not gonna have it all right, ladies and gentlemen. So please make sure you do it correctly, and make sure, please share this video to as uh, much people, um, to, so that they actually have the instruction correctly. Otherwise, they keep contacting us and wasting a lot of our time. And every day we receive, you know, hundreds of texts in Telegram, a uh, hundred of texts in WhatsApp and Messenger, and so on, and call. You know, you know that's the result when I do live stream, people call in, they cut up my live stream. You see the free live stream? Really bad. Really bad because we are too busy. We we don't have time. So please when we do this, you value this video and go share it around to your team and make sure get them to watch the whole video before they comment. Even the video is not finished. I can see people asking, How can we log in? What happened to my account? and so on. You see, because people don't have that patience, right? Be more patient and listen to the full video before you make any comment. Otherwise, you're creating a lot, a lot of what? <laughs> okay, you should understand. Okay, ladies and gentlemen, uh, so make sure you find out the very first account that you have if you are not or you're not sure please email your username to one life or uh, support sorry support at onelife.eu asking you know what is your first first account so you can log in and check right and then when you email them in don't expect your email now three minutes later you have the answer back imagine they have 3.6 million members each member they have thousand or hundred or even uh, ten or more than one accounts so you know that a lot of work that the office are handling right now so don't just expect you sending the email and you want that answer straight away, which is a lot of you, uh, you know, <laughs> why you take more than 12 months not log into your account and now you just send them the email, you expect them to answer you straight away, right? A lot of people are like that as well. So sorry, <laughs> sorry, okay, I know sometimes the words are hurting people but this is reality ladies and gentlemen we have to be understand and put ourselves into their situation then you will understand but the best part of this everyone are working for our project to be success but we need to working together tuning together and support be patient okay be patient right and if you want this to be success faster contribute yourself contribute your work into it and and working with us make it successful all right one person might take a year if you have 10 person then what happened it might be a lot faster right or if you have 365 people at work then properly you will finish in a day something like that right so that's why we need a lot of people work not just sit in the one spot and then keep complaining or blaming others. It's your assets, it's your packages, and you are responsible for your assets, ladies and gentlemen, not us, not anyone else. responsibility for your assets. So, not just sit there and expect other people to do everything for you if they don't do and then you blame them. No, it's not how is that work, right? Okay, can they eat for you? Or you expect people to eat for you. Okay if I'm eating you are full or you have to eat for yourself to make your stomach full It's the same ladies and gentlemen I know this is the harsh word make you might be upset but it's reality if I eat I full right you eat you full right it can't be you are hungry I eat and then you get full no <laughs> right you have to eat same your coin your value is there you make this work faster it's you you go there and you have to do it not wait for other people to do it or if other people can't do it for you and you get upset and you blame them and you talk bad and this so on it's not going to work that way it's reality ladies and gentlemen so if you want this to be work contact us and working with us we will show you step by step provided you have to be very serious and not to wasting our time right time is valuable we're not sure what happened tomorrow i might not survive by tomorrow right so i have to value my time very important today and finish what i need to do i'm not gonna wasting my time on your blame or, or, or your nonsense blame okay it's reality ladies and gentlemen and you you have your right to protect your assets and you have to go out and do whatever it takes for your assets to be valuable, ladies and gentlemen. Don't wait for others. If you wait for others, that's it, the result of other people can log in, but you can't because you don't tune in, you will know nothing. That's why you always be the guy behind everyone. That's reality again. I'm not talk bad or make you feel bad, but this is reality, ladies and gentlemen. You see, all the leaders who work hard, we trying their way of how they can lock in. They are trying to find out a lot of things. By the end of the day, yes, they the one can lock in. But some people they never check their account, and they just say, you know, just dump it there. And when it's come, it's come. That means you are the one not value your own asset, and the result might turn out bad because of you you don't take care of it like you plant a tree and you don't pour uh, fertilizer or water for them you expect the tree to survive right that's the reality ladies and gentlemen so if you want to pick the fruit let working and look after your tree look after your coins look after your account and we are here, delivers all the support that we need to do. Okay? Well, we don't need to do what we have, we do that for you. Every Tuesday we have business opportunity meeting for all of you. Every Wednesday we have one academy support training and information session. Every Friday we actually have a due shaker information session right and now every thursday we have jack meeting bringing the business the usability connect all customer for you and if you don't tune in and take advantage of this do not blame do not blame anyone and i'm saying it very seriously okay if you want to be success and you don't want to do anything forget it ladies and gentlemen forget it okay forget it and if yes you want to be success let be tuning and work with us you will see the result okay then ladies and gentlemen so back to the account login trying to find out the very first account that you are uh, registered and if you are buying or bought the old account from somewhere else, go and ask them when they register or you have to try that account login first. Make sure the very first and very top one that you need to use for your login. And if they are locking many times, your account are locked out, you'll see another problem there. But it's okay. Email it to support at onelife.eu. Okay, one support at one life.eu so they will respond to you. And make sure I have to remind you this make sure when you write something to support, write it nicely. You, your job to look after your assets, and you don't, and then now you write the email, you upset them maybe they not look at look or they not do your the work for for your account is your fault okay make sure you write it to them nicely you asking for people help ladies and gentlemen okay you don't expect them to be a servant and go there keep doing or bringing food to your mouth and you just sit there and eat all the time okay and I see a lot of that. Even people asking for my help, but they demand me to help them. And I feel like, oh, I want to delete that message, ladies and gentlemen. Because I'm too busy. And this is your assets. You have to look after, not me, look after your assets. And if you demand, we're not gonna work on that, that's you lose out. So speak. Nicely and talk nicely when you're asking someone help, right? So, when you email to the support, please make sure you say you explain the full information, give as much detail as you can send it to them and give them time so they can respond to you because it's more than 3.6 million members if everyone keeps sending and make sure you don't keep repeating sending i know that some people send a message today tomorrow send another email like they send a thousand of email you are crushing the system ladies and gentlemen crazy be patient right otherwise <laughs> You are blow the system and it's your fault. It's affecting the whole system. You are slower other people down. okay? So sending one email and wait wait for a few days if it's not happened, let us know. We find other solution for you, but not just dumbing, dumbing and dumbing email in there. It doesn't make any difference. okay? Thank you very much, ladies and gentlemen. So the very important thing is find out your very first account, okay, and then use that account to change in your password and so on, okay, and then get that to log in. If it's not, then contact the support at onelife.eu. Make sure you use the correct website go to www.onelife.eu do not go any other website and do it okay just use the same website where you used before don't go into the eu or whatever right go www.onelife.eu and then use your very first account login in some instance you purchase all account from somewhere else try that one and talk to them find out which one is actually your first first registered account then use it okay ladies and gentlemen Thank you very much and I will take this opportunity to say a few words in Vietnamese. Uh, chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Uh, uh, thành nói uh, bữa nay hơi 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 cứng chút xíu, uh, thông cảm. Tại vì ngày hôm nay thực sự thành đã uh, nhận được rất 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 nhiều tin nhắn mỗi ngày đều như thế mà những tin như là không làm mình vui nổi, cố tình muốn vui mà không làm mình vui nổi, uh, uh, áp lực rất là nhiều quý vị à. À, mình cố tình làm việc để cho nó cái sự thành công chung nhưng nhiều người lại không hiểu cứ nghĩ là là đây là trách nhiệm của chúng uh, của, của, của một ghi ngai đó à, người đó phải làm tất cả mọi thứ để cho sự thành công của chung 3 triệu 6 thì là một cái chuyện rất là khó khó có thể được tin được đúng không ạ. À? À. Như quý vị muốn hái một cái quả gì đó, chính quý vị phải trồng lên một cái cây gì đó nó mới ra trái cho quý vị hái. Không thể nào một người khác trồng cây ra trái sẵn mà quý vị đến đòi hái à, nó không có thể nào như vậy được, đúng không ạ? À? à thì trước hết thành cũng à, chúc mừng vừa qua ngày 9 à, ngày 5 tháng 9 vừa vừa qua à, sự kiện Jack rất là thành công à Japan, Australia, Canada, Australia, Nhật Úc và Canada hợp lực. À, để à, lên một cái buổi sự kiện à, toàn à, ba ba quốc gia à, ba quốc gia để đưa lại à, sự thành công kết nối à, cho nhiều rất là nhiều doanh nghiệp quý vị thấy rất nhiều sản phẩm đồng hồ rất đẹp đúng không ạ à? À, có cả à, bất động sản à, bên nhật à, nhé và có rất nhiều sản phẩm rất tốt là nếu quý vị đã à, không có vào được cái ngày đó thì quý vị có thể coi lại cái youtube nha vào trong youtube rồi bấm chữ chắc nha chữ chay với chữ a rồi chữ cờ thì nó sẽ ra nha. rồi quý vị cứ coi cái video là sẽ hiểu nha. à thì à, à, nói chung sự kiện thì nó luôn 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 tiếp nối đúng không ạ? À? À, à sau chắc này thì à, tụi thành sẽ có một cái ngày chắc mới nữa. à mỗi tháng sẽ có một lần ít nhất là một lần check nhé là 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 mỗi mỗi à, đầu tháng coi như mỗi thứ bảy à, đầu tiên của một tháng à, không cần biết ngày nào nếu mà cái ngày thứ bảy đầu tiên của cái tháng đó là tôi thành sẽ tổ chức để như vậy quý vị sẽ dễ nhớ hơn nha là check nha japan australia canada à, chung lại để à, đẩy mạnh thị trường à, sử dụng coin của chúng ta nha rồi à, sắp tới mình cũng sẽ có À, một cái ngày à, Expo à, dành cho từng à, à, khu nha à, giống như là vừa à, à, tới này là ngày 26 tháng 9 mình sẽ có cả một châu Á và châu Úc cộng lại nha à, à, sẽ làm một cái sự kiện vào ngày 26 tháng 9 này à, để cho quý vị có thể à, thưởng thức độ sử dụng của quan thôi à rồi kế đó qua tháng tới sẽ có cái ngày check rồi kế đó nữa sẽ có B2B and rất nhiều rất nhiều digital à, rất nhiều thứ nha thành làm livestream này là đáng lẽ là mỗi tuần thành chỉ làm một cái livestream thôi nhưng gần đây thành làm hơi nhiều à, là thành biết cũng rất rất nhiều người hoang mang ngoài kia hy vọng là quý vị share cái livestream này thật nhiều nha quý vị để cho mọi người à, nghe nha mọi người nghe thì à, thành biết được rất, rất nhiều người lo lắng đúng không à, lo lắng là tại vì khi à, hệ thống à, bắt đầu upgrade quý vị login vô không được rồi quý vị bắt đầu lo lắng nghĩ là gọi xong nữa rồi à, lịch sử tái diễn nữa rồi đúng không ạ à? tại sao gọi là lịch sử tái diễn tại vì quý vị quý vị làm rất nhiều thứ quý vị đầu cơ đầu đầu tư nhiều kênh quá mà tất cả các kênh quý vị đầu tư đều bị như thế cho nên quý vị cũng nghĩ quan khôi mình cũng giống như vậy đúng không ạ à? rất nhiều kênh quý vị đầu tư vào à, chưa tới đâu thì nó lại là nó là nó nó triển khai hệ thống làm cho nó mạnh hơn đủ thứ rồi xong rồi cái thấy nó biến dạng luôn không thấy nó trở lại nữa cho nên sợ đúng không? À những gì mà mình đã bị dính qua một lần khi tự nhiên ấy, cái nó 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 bị cái quý vị tự nhiên ấn tượng đúng không? Cho nên sợ thành biết là có những người ăn không ngon ngủ không yên trong những ngày vừa qua. Tại sao vậy? tại đó đó <laughs> tại vì quý vị đã nhìn thấy à, bởi đã bị kẹt trong quá khứ cho nên nghĩ lần này nó cũng giống à cho nên thành muốn quý vị share ra là để cho mọi người những ai đã bị kẹt như vậy thì họ sẽ yên tâm nha họ sẽ yên tâm à, xưa giờ thành không làm bất cứ một cái gì khác ngoài quan khôi thành có thể nói cho quý vị biết tất cả tâm huyết đều vào đây à thành không có không có làm bất cứ một cái gì khác nha À, từ khi quan khôn là thành đã bỏ luôn à, coi như là à, dời lại cái công ty dịch vụ tài chính của thành lại cho người khác làm để làm quan khôn thì biết là cái tâm huyết của thành à, bỏ vào đây rất nhiều và muốn nó thành công và nếu như có chuyện gì thì quý vị không còn thấy mặt thành để làm live stream nữa đúng không ạ à? À, thành không phải ở đây à, để làm cho quý vị an tâm mà là thực sự không có cần thiết thành phải làm điều đó nhưng thành không muốn thấy quý vị À, không được an tâm cho nên thành phải làm livestream để cho quý vị nhìn thấy và ngoài ra thì những công việc những ngày tháng những thời gian của thành là để cống hiến vào quan coi để làm việc cho nên à, rất nhiều rất nhiều người liên lạc gọi gọi cho thành à thậm chí hiện giờ đang nói chuyện mà điện thoại cũng còn gọi nữa quý vị à đó rất nhiều rất nhiều hầu như là mỗi mỗi phút đều có tin nhắn và điện thoại quý vị thấy không rất là bận rộn cho nên những cái gì đó không quan trọng lắm quý vị đừng cần, đừng liên lạc cứ nhắn tin để đó đi rồi khi nào mà thành rảnh thành sẽ trả lời cho quý vị khi mà thấy thành trả lời chậm quá hiểu thành là đang bận cho nên thông cảm đừng đừng dội khi thấy liên lạc không được rồi cứ lộ liên lạc tiếp tục, tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục nữa thì nó càng làm công việc của người khác nó càng càng gối hơn nha à thì à, nói chung là tập đoàn không có cái chuyện mà bỏ cuộc nửa chừng nha à, tập đoàn đã quyết định à, làm cho tới cùng và à, trong những năm những ngày tháng năm vừa qua à, bao nhiêu năm rồi quý vị trên 5 năm rồi đúng không à, họ đã chày da chóc dãy bao nhiêu sóng gió hết rồi à họ không bỏ cuộc những leader dẫn quý vị vô ha họ gom hết rất nhiều rồi À, họ nói họ sống chết với quý vị mà kết cuộc họ bỏ cuộc thì công ty vẫn vẫn ở đó và không bỏ cuộc quý vị đã thấy đây là cái quan trọng cái mấu chốt nha quý vị nha cái mấu chốt nó nằm ở chỗ đó là cái chỗ tập đoàn họ quyết tâm tới cỡ nào đừng bao giờ chỉ tin vào một cái người leader đó không đâu nha leader có thể bỏ nhưng tập đoàn không thể nào bỏ quý vị biết đây là cái mấu chốt quý vị nên yên tâm ở cái cách nhìn như thế đừng có thấy ai đó bỏ cuộc rồi đi rồi mình cũng cảm thấy buồn đau hoặc là thấy thất vọng kệ cái người đó không đủ hứa phước phước phần để hưởng đó là chuyện của người đó quý vị là quý vị nha quý vị nên hiểu công ty họ làm và họ vượt qua bao nhiêu năm gắt rối bao nhiêu trở ngại bao nhiêu uh, cái sự tụng kiện khắp thế giới nhưng họ vẫn có thể vượt qua được thì nói chi một vài cái người leader mà đòi bỏ đi mới làm nghĩ là uh, họ họ quen họ biết hết tất cả họ bỏ đi rồi họ, <laughs> họ nghĩ là không có họ thì công ty sẽ không có thành công họ sai kết quả ngược lại sau khi mà một số uh, công ty bỏ đi rồi, uh, mình đã không còn nghe tên tuổi của họ nữa đúng không ạ? À? à, có rất nhiều đúng không? thậm chí có những công ty ga uh, uh, post trên Facebook na uh, uh, tháng này ngày này. Uh, À, dừng à, à, coi như là à, danh số à, gia tăng à, bán rất nhiều này cả. nhưng thực sự họ vẫn còn thiếu tiền thành thành đội tiền thì họ nói họ không có tiền nếu họ làm ăn được tại sao họ không có tiền mà họ post trên facebook họ nói họ bán được doanh thu rất là nhiều nhưng thực sự họ không có tiền trả cho thành là sao ta buồn đau nó nói lên hai thứ một là người đã đang nói dối với mình có tiền không chịu trả cho mình mà mà, mà lý do đó thứ hai là doanh nghiệp của họ không có những cái thu nhập đó họ lại nói dối những người khác để họ hút người vô để đầu tư với họ hai vấn đề quý vị thấy chưa À có những doanh nghiệp mới đây thôi À quý vị thấy chưa à đó à. cứ bảo là thành công thành công cho nên mình đừng bao giờ chỉ nhìn vào cái leader mà phải nhìn vào cái sự phối hợp có nhịp nhàng cùng với công ty hay là không chứ không phải là một leader mà phải coi họ phối hợp có nhịp nhàng với công ty hay không họ có quyết liệt hay không nha họ có quyết liệt với công ty hay không ừ. khi mình làm rồi mình không có còn gì phải sợ tại vì mình không có gì để sợ cả nha khi mình làm đúng thì không có gì phải sợ cả mình đã trồng ra một cái cây táo là mình biết là cuối cùng mình phải hái trái táo thôi không có lý nào mà quý vị trồng cây táo mà quý vị hái trái quả chanh đâu quý vị đừng có lo nha cho nên hãy đóng góp và làm việc tin vào chính bản thân của mình và tin vào những cái gì đường hướng của công ty đi trong những năm vừa qua phải nhìn vào cái đó thì nó sẽ xoa đi được những cái lo sợ, tại vì có rất nhiều người, rất nhiều người ngoài kia họ cố tình muốn làm cho quý vị lo sợ và bỏ cuộc với khoan để vào gia nhập với họ đó quý vị, thành những rất nhiều, rất nhiều tin và rất nhiều câu à, cú điện thoại mỗi ngày mời thành làm cho họ và họ trước khi mời họ đều nói nói xấu rất nhiều về khoan để cho mình à, nản trí rồi mình theo họ, nha. <laughs> quý vị đừng có bị lọt bẫy vào họ nha. À share đi quý vị keep sharing đi rồi rồi thành sẽ chia sẻ cái phần kế cho quý vị. Ừ. À. Nếu thực sự tập đoàn bỏ cuộc thì họ không cần phải tính trước theo cái chuyện 20 24 tháng tới nó sẽ như thế nào. và không cần thiết phải chuẩn bị ở Dubai sẽ có sự kiện lớn của tập đoàn chuẩn bị à, vào tháng 3 à, năm 2000 21 ở Dubai như thế nào nếu mà thật sự thì họ không có cần phải chuẩn bị và cũng mỗi 6 tháng họ đều có một cái à, sự kiện lớn của tập sorry của tập đoàn tổ chức nha quý vị nha cho nên mình phải tin vào tập đoàn tin vào dẫn chắc từng bước đi của tập đoàn đừng để người khác nói và mình lung lay nha vì tất cả chúng ta ai cũng có tài sản ở trong đó là tài sản rất là quý giá quý vị à cho nên chúng ta phải canh coi tài sản của riêng mình đừng bao giờ nghĩ người khác sẽ coi tài sản của mình dùm mình không có đâu nha đừng bao giờ nghĩ là thảy đó đi có gì nhờ người này làm người kia làm không có đâu quý vị cố gắng dành thời gian học hỏi nhiều cách ở Úc. Nếu quý vị ở Úc thì mỗi thứ ba tụi Thành đều có cái lớp đào tạo. À, không phải lớp đào tạo mà cái lớp dành cho những người chưa biết về quan coin muốn học hỏi muốn tìm hiểu về quan coin thì mỗi thứ ba nha 8 giờ chiều giờ của Adley rồi mỗi thứ tư 8 giờ chiều mỗi thứ tư là hướng dẫn về One Academy những cái lớp học về One Academy học xong quý vị có thể cùng nhau thi và có luôn những cái bằng quý vị đã thấy trong những ngày vừa rồi hoặc là sáng nay thành gửi những cái bằng quý vị nhìn thấy thấy không mình học xong mình thi mình có những cái bằng như thế mỗi thứ sáu mình đều có những cái chương trình về deal Shaker để ứng dụng sử dụng như thế nào hoặc đặt lên những cái câu hỏi những cái gì quý vị chưa đã thông được thì thì quý vị có thể hỏi thì những ai trong đó giỏi họ sẽ hướng dẫn chia sẻ cùng quý vị nha hệ thống nó ở đó đã có sẵn rồi quý vị đừng có nghĩ mình tài hơn hệ thống mà vô sửa đổi nó hệ thống nó đã làm gì cứ tốt rồi nha à mình chỉ hòa nhập vào mà coi hệ thống nó như thế nào rồi hòa nhập vào rồi và làm việc để cho nó tốt hơn nó sẽ tốt hơn, nha quý vị, nha. À, nhớ ba ngày đặc biệt nha. Còn mỗi chiều thứ tư, à, một chiều thứ năm bây giờ là tụi thành có luôn cả check nha. Cái ngày họp à, chiều thứ tư họp dương, chiều thứ năm, sorry, chiều thứ năm họp zoom là để à, à, tính và bàn thảo, bàn luận và à, lên kế hoạch để làm check càng ngày càng tốt hơn. Check là Japan, Australia, Canada đó quý vị. Ừ nếu quý vị ở ba quốc gia này thì nên hòa nhập nha nên hòa nhập đừng bao giờ đừng bao giờ nghĩ là tài sản của mình đang có thảy ở đó tự động nó sẽ có giá trị đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác khi tài sản của quý vị không có giá trị nha tài sản của chính chúng ta chúng ta phải nỗ lực làm gì đó để cho nó có giá trị quan khôn có giá trị hay không là do chính quý vị không phải chỉ đợi nguyên một mình thành hoặc là Michael hoặc là uh, uh, Chris hoặc là King Chan hoặc là chị Mai Loan hoặc là những người làm việc không có nha. Những người này làm việc là chuyện của những người này nhưng quý vị làm việc là chuyện của quý vị. Nếu quý vị làm việc và nỗ lực thêm uh, thì nó sẽ càng nhanh hơn nữa. Còn nếu quý vị không quý vị đã quyết định quý vị không làm chỉ ngồi chờ đợi thì quý vị yên lòng ngồi đó chờ đợi nha. Đừng bao giờ nói những điều tiêu cực hoặc là đổ lỗi người này người kia. Đó là sự lựa chọn của quý vị. Tuổi thành làm việc cực lực là gì? Sự thành công của riêng chính tuổi thành và giúp đỡ được cho cộng đồng bao nhiêu tuổi thành giúp đỡ. Tuổi thành không phải là để gánh cái trách nhiệm cho sự thành công của quý vị. Nếu quý vị ngồi đó không làm mà đợi tuổi thành làm rồi làm không được như ý muốn của quý vị thì quý vị đẩy đổi sang à... À, không hài lòng rồi đổ lỗi tùm lum hết thì đó là chuyện của quý vị nha. Ừ, những tin nhắn như thế mà gửi vào thành thành sẽ xóa bỏ hết, thành không có đọc đâu. Cho nên đừng có phí thời gian gửi những cái tin nhắn như thế nha. À, những cái câu hỏi quý vị phải hỏi à, nếu muốn tìm hiểu, muốn hỏi thì cứ việc hỏi nhưng mà hỏi với một cái tư cách quý vị muốn tìm tòi, tìm hiểu để học hỏi. Chứ đừng bao giờ hỏi theo cái kiểu là đổ lỗi cho người khác, bắt buộc người khác phải trả lời. Những câu hỏi đó sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Quý vị biết nhé. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay Thành nói hết rất là thẳng. Nhưng đó là những cái thực tế quý vị à. Rất nhiều, rất nhiều người không làm gì cả. Nhưng tới khi đụng chuyện thì cứ đổ lỗi cho người khác. Trong khi những người khác họ làm rất là tích cực nhằm khi à, à, ban đêm không ngủ, ban ngày lại thiếu ăn vì công việc phải làm để cho sự thành công chung. Nhưng kết quả đổi lại là sự đổ lỗi của rất nhiều người khác. Thì đó là một cái sự không công bằng. Cho nên những cái tin đó có thể nhắn vào, những ai đó có thể nhìn thấy và họ sẽ xóa bỏ chứ họ không đọc đâu. Tại vì như như thành cũng đã từng nói trong quá khứ giả sử như một cái cây mà họ nghiêng vào một cái <laughs> à, nghiêng vào bên tay trái đi quý vị chặt nó sẽ sụp vào bên tay trái ngã xuống bên tay trái và nếu cái cây ngã bên tay phải quý vị chặt nó phải ngã về phía bên tay phải đúng không ạ à? thì đây cũng vậy tụi thành luôn luôn lúc nào cũng nuôi dưỡng trong bộ óc của mình một cái suy nghĩ là tích cực chứ không phải suy nghĩ tiêu cực nếu những cái gì mà không có tích cực thì tụi thành sẽ không có đọc đâu nha tại vì cái cây tụi thành muốn nó ngã vào cái hướng này mà quý vị tự nhiên kéo muốn nó ngã qua hướng kia thì tất nhiên là nó không có ngã qua hướng kia được rồi tụi thành không muốn nó đẩy nó ngã cái hướng kia đâu cho nên tụi thành sẽ không không bao giờ trả lời hoặc là à, à, um, cho quý vị những cái câu trả lời mà tiêu cực nha nếu quý vị nhắn tin mà mãi mãi không thấy trả lời quý vị hiểu rồi đừng có cần phải hỏi nữa nha <laughs> Nhưng nếu quý vị trả hỏi những cái câu hỏi theo cái cách uh, tích cực để cùng nhau xây dựng quý vị sẽ thấy có câu trả lời tích tắc. nha. Tại vì ai cũng muốn mình thành công và ai cũng muốn cái hệ thống này thành công cả, không ai muốn nó thất bại. nha. Và quý vị muốn nó thành công, quý vị phải đóng góp. Ít ra cũng phải những cái đóng góp ý kiến uh, để xây dựng chứ đừng có đóng góp những cái ý kiến mà để bôi nhọ người khác thì không có đâu không có cái chuyện đó đâu nha à rồi thôi bây giờ thành muốn chia sẻ nha về cái vụ uh, uh, login nha rất nhiều người mãi cho tới bây giờ vẫn chưa login vô được cái cái uh, hệ thống mới à, mọi người cũng đang hoang mang đúng không ạ à? cứ nghĩ là à lịch sử lại tái diễn nó rồi à chiều quý vị đã đầu tư rất nhiều kênh à, rất nhiều kênh họ họ cứ nói là ok à, đổi hệ thống rồi sau đó họ biến dạng luôn Và quý vị mắc hết tất cả đúng không ạ à? cho nên cứ sợ là cái này nó tái diễn lại à, mất hết à, bao nhiêu hy vọng tâm tư vào đây bây giờ mắc hết có những người ngồi ngồi không yên ngủ cũng không được đầu cứ bồn chồn lo lắng cho nên thành hy vọng quý vị share được livestream này ra để cho những người đó à, những người đó nghe được mà yên tâm nha à, quan coin thực sự muốn bỏ cuộc là họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi họ không cần phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của họ nha mình đã từng à, gánh những cái chuyện rất là rất là cực kỳ khó khăn tụng kiện đủ thứ hết nhưng họ đã vượt qua được thì huống chi là những thời buổi bây giờ để cho công ty làm những điều tốt hơn nha đừng có lo nha tụi thành À, nói chung thành đã bỏ luôn à, một cái công ty tài chính của mình để làm cái này bỏ hết tâm huyết vào đây mà ngày hôm nay quý vị vẫn còn thấy thành tất nhiên là à, trong cô captain à, trong cái đội ngũ thiền trưởng thì tụi thành cũng đã từng meeting thường xuyên đã biết rất nhiều thứ có những cái không tiện nói ra nhưng tụi thành đã biết và tụi thành vẫn ở đây làm việc là quý vị nên yên tâm trừ khi quý vị không thấy mặt của tụi thành nữa mà à, không phải một hai người nha một hai người thì có lẽ là đó là cái cái cá riêng tư uh, của họ thôi chứ không phải còn nếu mà quý vị đã thấy nguyên một cái nhóm khô khắp tình mà mắc hết á, thì quý vị đã biết lúc đó thực sự công ty lung lay nhưng bây giờ mọi người ai cũng đều làm việc cực lực đặc biệt là những người khô khắp tình ai cũng làm việc tức là cực lực có nghĩa là họ đang đấu tranh cho sự thành công sắp tới cho nên quý vị đừng có lo nha đừng có nghe những cái lời tầm xấu ở ngoài kia những người tầm xàm không có biết gì hết chỉ nói tầm bậy tầm ba nha quý vị phải nhìn vào họ nếu thực sự họ tài họ giỏi họ đã là người tỷ phú tỷ phú đô rồi không có cần phải đi kiếm lụng làm lụng dứt giả kiếm ăn hàng ngày nữa họ đã là tỷ phú rồi còn nếu họ chưa phải là tỷ phú thì quý vị nên coi lại những lời của họ nói nha quý vị nha không phải người ta nói cái gì mình cũng tin rồi lung lay like cả cả cái 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 cách suy nghĩ riêng của mình rồi tự mình làm mình bồn chồn tự mình làm mình lo lắng rồi sanh ra bệnh hoạn rồi nó không tốt cho sức khỏe của mình nha phải mạnh dạng lên và coi những cái tích cực đừng coi những cái tiêu cực nha quý vị không phải coi là nó phải lên sàn là mới gọi là coi nha bao nhiêu cái con chết gì lên sàn quý vị đã thấy chưa? quý vị chỉ nhìn được cái lúc nó quy hoàng, nó lúc nó mới lên sàn thôi quý vị không bao giờ không có ai mà mà chịu ra chia sẻ cái con sau một năm lên sàn nó như thế nào và sau một vài tháng nó lên sàn nó như thế nào? quý vị không có thấy những cái bài chia sẻ đó đúng không ạ? À? Tại vì họ đâu có còn mặt mũi mà ra nói những cái điều đó nữa, họ chính họ cũng bị kẹt thì làm sao mà họ có mặt mũi đứng ra họ nói? quý vị thấy chưa trên 6.000 cái coin ở ngoài kia rồi đó quý vị thấy có cái coin nào mà bao nhiêu người lên mà nói à, bao nhiêu năm nó lên nó vẫn còn thành công hay không à cho nên đừng 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 chỉ chú trọng vào cái coin lên sàn không mà làm sao khi cái coin nó lên sàn rồi mà nó vẫn có giá trị và giá trị bền lâu đó mới là một cái coin đặc biệt và chúng ta đang làm một cái coin đặc biệt đó cho nên nó cần nhiều thời gian quý vị à quý vị phải thông cảm và nhìn thấu hiểu được cái điều đó. Đây là những cái mình để lại cho con cháu của mình, thì tất nhiên mình phải xây dựng cho nó củng cố để cho con cháu của mình sau này nó sử dụng được, đúng không ạ? À? Nó không phải là dặn mì ăn liền, quý vị ơi, mì ăn liền thì mình cũng có thể là chết liền, nha. <laughs> ok. Có rất nhiều tài khoản quý vị không có vào được, là quý vị không có xài đúng tài khoản có thể là những cái username quý vị sử dụng chưa có phải là cái mà nó trên tục cùng cái đầu tiên nhất quý vị nha. Và đặc biệt là có rất nhiều người mua lại những cái tài khoản cũ của người khác. Chính quý vị đã làm sai, quý vị không chịu nghe lời của tập đoàn, không thèm mua những cái gói học mới mà tại vì mình có cái cái tham vọng mình muốn có nhiều coin, muốn những cái tài khoản có sẵn nhiều coin mình mua lại nó có nhiều coin. Nhưng mình quên đi những cái lời tập đoàn họ dặn không nên mua lại những cái tài khoản cũ quý vị không nghe quý vị mua tài khoản cũ rồi không biết cái tài khoản đó bây giờ nó nằm ở cái chỗ nào nó vô cái lúc nào có thể đó là cái tài khoản mà vô trước hơn cái tài khoản hiện giờ quý vị đang có cho nên quý vị bị kẹt ở cái chỗ đó là quý vị vào không được tài khoản của thành vào được tại vì cái tài khoản của thành thành biết là ngày nào thành vô và cái tài khoản nào là cái tài khoản trên nhất thành chỉ cần dài um, sử dụng cái tài khoản đó là thành vô được thành làm theo những cái gì tập đoàn họ hướng dẫn hành vô được Trong khi các quý vị thì lại không được Có thể là nhiều lý do Nhưng đó là một trong những lý do nhiều người bị kẹt Là quý vị mua lại tài khoản cũ Trong khi cái tài khoản cũ đó họ đã register trước hơn cái tài khoản của quý vị đang có Cho nên nó phải tính theo cái tài khoản cũ đó Quý vị phải tìm lại cái tài khoản cũ đó để vô Có những cái tài khoản quý vị đã chuyển coin đi hết rồi Cho nên nghĩ là cái tài khoản đó đã bỏ rồi Không nha, nó vẫn tính cái tài khoản đó là tài khoản cũ quý vị cho nên phải tìm lại cái tài khoản cũ đó và email của 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 quý vị hay là của ai đó phải tìm lại rồi sau đó login vô còn nếu mà hoàn cảnh không được nữa thì quý vị nên viết email gửi lên support at nha support cái chữ support đó rồi chữ a còng rồi one life rồi chấm eu nha gửi lên đó để cho họ giúp quý vị nhớ viết cho thật là cẩn thận, đừng viết với cái tính cách là đổ lỗi hoặc là đổ thừa đủ thứ hết cho họ, họ chán lắm. Mỗi ngày họ đều đọc cả trăm ngàn cái email, mà toàn là như vậy họ chán lắm, họ không chịu làm việc liền cho chúng ta đâu, viết cho nó nice chút xíu nha. Yeah. <laughs> yeah. À, đúng rồi, có những người khi ấn forgot password mà nó không có gửi email có nghĩa là cái 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 có thể là cái tài khoản đầu tiên của chúng ta là email của ai đó đó chứ không phải là email của mình. Nha, cho nên nó mình không có nhận được cái email hoặc là mình đã xài cái email cũ thời xưa rồi bây giờ cái email của mình mình đổi lại nhưng mà mình không có đổi ở trong cái One Life account của mình cũng không chừng. Cho nên quý vị nên nên dùng cái username của mình rồi gửi lên support để cho support họ giúp mình nha nhiều nhiều người bị cái vấn đề này à thôi quý vị cứ cứ gửi lên support trước đi rồi cho họ thời gian để họ trả lời đừng gửi lên ngày hôm nay mà nghĩ là chiều nay mình sẽ có câu trả lời liền họ rất là bận rộn nha quý vị rồi xong chiều nay quý vị đã nhận không nhận được câu trả lời của họ cái quý vị gửi tiếp một cái email nữa cái ngày mai gửi nữa gửi nữa gửi nữa quý vị giống như là quý vị đang tạo một cái nguyên một cái like mà mà người ta sắp hàng mà toàn là mình không à nó làm cho sự làm nó build up cái công việc cho người ta nhiều hơn nữa mà khi người ta vô đọc email mà nhìn thấy được năm sáu bảy cái email của mình không mà gửi cứ thúc 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 như vậy người ta sẽ bực có khi người ta xóa hết người ta không đọc của mình nữa cũng không chừng thì ai là cái người có lỗi <laughs> cho nên mình phải hiểu người ta hiểu ta hiểu mình nha phải đặt mình trong hoàn cảnh của người ta tại vì đây không phải là công việc của một chính ta mà là cả triệu 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 người ở ngoài kia cho nên công việc của họ rất là nhiều mong quý vị thông cảm và hiểu nha à cho nên nếu mà vào không được thì nên email vào support at one life chấm EU nhớ phải vô cái là www rồi chấm one life cái website đó đó là là gì vkwkwk chấm one life EU nha đừng có vô quên coi hoặc là cái gì đó rồi rồi bảo là mình không làm được vô cái one life như thường vậy mình làm nha vô cái website đó và trước khi vào đó thì mình phải xóa hết những cái cookie của mình những cái trong quá khứ của mình á xóa bỏ hết rồi vô lại cái đó, đó rồi mình bắt đầu mình à bấm forgot password thì mình sẽ nhận được email còn nếu mình không nhận được email Tất nhiên là mình có thể là mình đã sai lộn cái email nào rồi thì phải tìm lại cái tài khoản đầu tiên nhất của mình là cái gì. Nếu mình đã mua lại tài khoản cũ của người ta thì mình nên coi lại cái username của tài khoản cũ của mình là cái gì. Rồi mình dùng cái đó để mình login vô thử coi có được không. Sau khi quý vị vô được cái tài khoản quý vị sẽ nhìn được hết tất cả những cái tài khoản nó link của mình hết Cho nên đừng có lo nha One life mình không có bị mắc cái gì đâu quý vị đừng có lo Đừng có nghĩ là nó bị như vậy rồi Thì nó sẽ bị mắc hết những tài sản này kia đồ Thì quý vị bắt đầu lo ăn không ngon ngủ không được Xong ra bệnh thì không nên Cho nên Thành muốn làm live stream này để cho quý vị nha à, Nó cũng đã khá dài rồi À, thành chỉ muốn cho quý vị biết như vậy thôi à, quý vị um, thông cảm và share cái video ra có đôi khi những lời à, nó nó rất là thật nó rất là cọc đúng không ạ rất là thẳng rất là cọc nó không có được nhẹ nhẹ nhàng và ngọt ngào là êm tay của những người muốn nghe nhưng thực tế nó vẫn là thực tế quý vị à đôi khi quý vị phải nghe những lời thực tế nha thông cảm <laughs> à, rồi à, chỉ như thế thôi à, quý vị muốn mình thành công sớm thì nên hợp tác với rất nhiều người làm việc và chúng ta làm việc chung với nhau thì nó mới thành công lên được nha còn nếu quý vị đã quyết định chờ đợi thì đó là lỗi của quý vị ngồi chờ đợi không có thể nào mà à, đổ lỗi cho ai hết nha nếu nó chậm thì lại tại vì mình chờ đợi chứ không phải tại vì hệ thống nó chạy chậm tại vì mình chờ đợi mình mình trồng cây mà mình không chăm bón nó thì nó cằn cỗi thôi còn nếu mình mình chăm bón nó thì nó sẽ tươi tốt thôi đúng không ạ à? còn mình trồng cây của mình mình không chăm bón mình mình cứ nhìn vô cái nhà kế bên sau cây họ tốt quá đợi nó lên trái mình qua mình hái thì nó hơi khó đúng không ạ à? <laughs> thôi và lời như thế thôi thành cái chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc nha à chào quý vị thank you all thank thanks to you all for the people who actually coming late please watch the live stream again from the beginnings the english again uh, to the login uh, issue and then after that uh, maybe you can um, comment in here uh, or uh, text me when you really really need it thank you very much guys see you then it's time for australia thank you